Ngồi im đấy. Có biết nó ở sau mấy không? Mấy túi? Đây mấy túi? Cho nó đứng đi. Đứng đi. Thế dao của ai? Dao của em ạ, anh. Mày đem dao này làm gì? Dạ em đi ra không? Để cứu mạng sống phải không? Mày nói địa chỉ của mày, có lộ chỗ nào? Bản riêng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.